Ngọc Đăng Thanh, anh Nam Lộc và Thùy Dương xin trân trọng kính chào quý vị. Good evening everyone, how are we? Thank you so much for being here with us tonight and we welcome you to our 32nd anniversary show. Kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi lại một chặng đường mà chúng ta đã đồng hành, xem lại những tác phẩm mà chúng tôi đã thực hiện và cùng nhau ôn lại những ký ức, những kỷ niệm vui buồn mà chúng ta đã chia sẻ trong suốt 32 năm qua. Đây là những công trình tim ốc của người thực hiện, nhưng cũng là những đóng góp quý giá từ khán thính giả cùng với những người cộng tác và tham dự, từ nghệ sĩ đến quý khách mời đặc biệt. Quý vị cho Thùy Dương nói một đôi câu bằng tiếng Anh nha. Tonight, we invite you to join us in reflecting on our journey thus far. 32 years of musical expression and creativity. 32 years of entertaining, informing and uniting audiences. Of preserving and building on our cultural heritage for current and future generations. And in doing so, we recognize and honor the contributions of songwriters, musicians, performing artists, the production team, and above all, our audience, for whom all of this is dedicated. Và sau đây, kính mời quý vị nhìn lại những hình ảnh, nghe lại những âm thanh và hồi tưởng về ký ức trong suốt 32 năm phục vụ nghệ thuật của Trung tâm Asia. Từ những bộ DVD đầu tiên nói về thành phố Sài Gòn thân yêu, cùng với bao kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã phải rời xa. Nhưng khi may mắn đến được bến bờ tự do một cách an toàn, thì chúng ta đã không quên công lao cùng sự đóng góp của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh chiến đấu để bảo vệ tự do, dân chủ. Và từ đó, những bộ DVD như Người Lính, Tình Khúc Từ Chiến Trường, Anh Không Chết Đâu Anh, Cánh Hoa Thời Loạn, vân vân được ra đời. Vâng, thưa quý vị, là một trung tâm phục vụ nghệ thuật, Trung tâm Asia đã đi sát cánh cùng với cộng đồng người Việt tại hải ngoại ở khắp mọi nơi trên thế giới, chia sẻ những vui buồn, tiếp tay và hỗ trợ cộng đồng để cho chúng ta có thể xây dựng và phát triển cộng đồng. Và đặc biệt là qua các chương trình Mùa Hè Rực Rỡ thì chúng ta đã có dịp gặp gỡ và vinh danh những người Việt tị nạn thành công ở hải ngoại và làm sáng ngời hai chữ Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Kính mời quý vị thưởng thức một liên khúc gồm những nhạc phẩm tiêu biểu cho các tác phẩm để đời đã được Trung tâm Asia thực hiện trong suốt 32 năm qua, với phần trình diễn của toàn thể nghệ sĩ tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, mùa xe như nước trên đường vẫn hoa màu, người già thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang bám chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la. Cùng gió tràn hòa niềm vui say sưa, la 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá chẳng bao ý thơ. Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Có những người anh tôi chưa biết tên, tha thiết cuộc đời đôi môi thắm duyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến,
quên tình yêu riêng sông pha chiến tuyến. Có những người anh tôi quen đã lâu, năm tháng kề nhau chia bao khổ đau. Thôn quê xa vắng hôm nào biệt ly, không ngại ngủ đi trong ánh nắng đào. Các anh là nguồn thơ vô song, các anh là tình thương mênh mông, là muôn tiếng ca vang vang tận cõi lòng, hòa trong tiếng chim vui líu lo ngoài sân. Các anh là vầng mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió sương, lưu luyến gì không khi xa cố hương, non sông hoa gấm đang chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do nó ấm. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa thu nghe lá úa rơi, yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn đời. Rời vòng tay tình yêu say đắm, đừng rời nụ hôn cho tim ngỡ ngàng. Mùa hè rực rỡ muôn lời ca vang, trong vòng tay ấm mơ màng cùng tiếng nắng. Gió hãy cuốn lên, gió hãy cuốn lên cuộc tình đầu tiên. Cuộc đời thân tiên, hãy hát khúc ca, mùa hè của ta, mùa hè của ta, hãy hát khúc ca, hãy hát khúc ca, mùa hè rực rỡ, hãy hát khúc ca, mùa hè của ta, hãy hát khúc ca, mùa hè rực rỡ. Dũng xin phép gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả. Tiếp nối chương trình, một trong những nghệ sĩ được coi là thành công nhất của Trung tâm Asia đã tạo được vị thế của mình trong suốt hơn 30 năm qua tại hải ngoại và vẫn được mọi người thương mến cho đến ngày hôm nay. Mời quý vị cùng với chúng tôi đón tiếp nữ ca sĩ Như Quỳnh. Như Quỳnh xin trước tiên mến chào anh Việt Dũng và xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của Trung tâm Asia. Thưa quý vị, chắc là quý vị cũng biết là Như Quỳnh đến với lại Trung tâm Asia lần đầu tiên trong cuốn video Asia 6 đêm Sài Gòn Giáng sinh đặc biệt. Và trong cuốn video này thì bài hát mà Như Quỳnh trình bày đầu tiên là ca khúc Người tình mùa đông. Này nhân dịp 32 năm để nhìn lại, Như Quỳnh có thể cho biết là cảm tưởng của Như Quỳnh như thế nào trên sân khấu Asia ngày hôm nay? Nếu mà quý vị có thể và cả anh luôn biết được nhịp tim của Quỳnh đang đập như thế nào. Quỳnh đang rất là hồi hộp, hát thì không sao nhưng mà nói thì khó vô cùng. Bây giờ Quỳnh mới cảm thấy rằng khi nói
không phải là dễ. Mà quý vị cũng biết khi mà Quỳnh đã cầm cái microphone như thế này mà mồ hôi tay của Như Quỳnh nó chảy ướt đẫm giống như là mồ hôi không có, giống như đi đang rửa tay vậy. Nhưng mà để trở lại câu hỏi của anh thì phải nói là ngược dòng thời gian, Như Quỳnh cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Bởi vì khi bước chân ra hải ngoại đã được trung tâm Asia cùng với tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Trúc Hồ, bác Anh Bằng, chị Thi Vân, anh Việt Dũng, Trung Hành, Sĩ Đan, anh Vũ Tuấn Đức, vân vân, và tất cả các bạn diễn của Như Quỳnh, Lâm Nhật Tiến, Thanh Trúc, còn nhiều nhiều lắm, đã làm cho Như Quỳnh cảm thấy sống lại một thời mà bây giờ Quỳnh rất là ao ước được trở lại thời gian đó. Nhưng có lẽ là già rồi anh ạ. Nhưng mà vẫn mong rằng quý vị vẫn ủng hộ cho trung tâm, không những chỉ cho trung tâm Asia và tất cả các trung tâm khác, bởi vì có những cái niềm vui, có những cái hạnh phúc thì tất cả những người nhạc sĩ mới sáng tác, mới làm những ca khúc mà cho chúng ta nghe và chúng ta thưởng thức. Một lần nữa, Như Quỳnh xin trân trọng cảm ơn trung tâm Asia đã cho Như Quỳnh được lên đây để gửi lời cảm tạ đến tất cả quý vị khán giả gần xa. Và điều quan trọng nhất, nếu không có những bước đầu, không có Asia thì Như Quỳnh sẽ không có mặt như ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn Như Quỳnh. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe lại ca khúc từ một thời gắn bó với tên tuổi của nữ ca sĩ Như Quỳnh, nhạc phẩm Chuyện Hoa Sim của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ biến lần đầu vào năm 1997, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Băng Tâm và một ca sĩ đã từng góp mặt trong video đầu tiên của trung tâm Asia cách đây 32 năm trước, tiếp nối qua nhạc phẩm Hồi Chuông Xóm Đạo. Kính thưa quý vị, phần trình diễn của Băng Tâm và Mạnh Đình. Hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa xinh. Có người con gái xuân vời vời, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy muối. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa sim, đứng nhìn sương tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chính mình, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi chờ sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái chiến binh rừng núi. Thương ngày qua những đôi hoa sim, thấy cảnh sim chín thương vô bờ, tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều sương tím hoang biên biệt, để mình
một mình tôi khóc chuyện hoa biết yêu là khổ. Xin kể lại chuyện xưa lu bút trong nhật ký. Chiều nay nghe hồi chuông xóm đạo vẫn nhớ thương và buồn. Chuyện mười năm trôi qua khi em còn đến trường, tuổi đời đẹp như thơ, hoa bướm mộng mơ. Ngày xưa tôi còn dại khờ, yêu em chẳng dám hẹn hò đôi câu. Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều, tóc thề buộc treo leo, yêu quá là yêu. Ngày xưa tôi học thì lười, thương em chỉ nhớ nụ cười môi em. Trường em ngó qua gác chuông nhà thờ, chủ nhật em xem lễ, tôi học bài vu vơ. Giờ tan lễ hai đứa chung đường về, em thẹn thùng không nói, tôi đứng lại không đi. Rồi mười năm trôi em, hoa trắng cài áo tím, không từ giã một lời. Từng hồi chuông xóm đạo rộn ràng mừng thanh lễ, áo tím ngày vu quy. Từng hồi chuông xóm đạo rộn ràng mừng thanh lễ, áo tím ngày vu quy. Để xin thưa cùng với quý vị tác giả của hai bài hát quý vị vừa nghe và cũng là người đã sáng lập ra Trung tâm Asia, hôm nay có mặt ở đây, xin mời tất cả quý vị cùng với chúng tôi để đón tiếp nhạc sĩ Anh Bằng. Thì anh Bằng năm nay đã trên 80 tuổi thưa quý vị. Ông vừa trải qua cuộc giải phẫu về ung thư và rất là may mắn là sức khỏe của ông đã hồi phục lại rất nhiều. Và cái lối của nhạc sĩ Anh Bằng mà chúng tôi hay quen gọi là bố, giơ tay chào, chúng tôi nhìn thấy y chang như Đức Giáo Hoàng vậy thưa quý vị. Quý vị biết không, thường thường đó, trong phần đầu của chương trình lúc nào Thủy Dương cũng rất là run. Nhưng mà mỗi lần mà được đứng bên cạnh anh Việt Dũng tự nhiên em bớt run à? Tại sao? Tại anh mập quá làm cho em ấm gì phải không? Nhưng mà em không biết là tại sao á, hình như là ngày hôm nay anh Dũng và anh quên mang cái thai. Chết. À không phải, cái này không phải là quên mang, mặc dù là ngày hôm nay là kỷ niệm 32 năm của Trung tâm Asia. Nhưng mà quý vị cũng biết rồi, tính ra 32 năm thì anh em của chúng tôi già hết rồi. Thành ra hôm nay anh làm bộ quên để cho anh trẻ trẻ được một chút xíu đó, để đứng với em cho xứng đó mà. Chịu không? Nhưng mà nhưng mà bây giờ em phải cho mọi người thấy cái áo của em hôm nay này, và cho mọi người biết là ai design cái áo này cho em này. Hồi nãy anh thấy em khoe rất là đẹp, bây giờ em khoe cho mọi người thấy cái áo đặc biệt của em xem như thế nào. Thưa vâng, thưa quý vị, là ngày hôm nay thì Thủy Dương rất là vui là được mặc chiếc áo dài của Tường Nguyên và Tường Khuê. Quý vị cho Thủy Dương hai tí để điệu tí nha.
Trời, xin một tí cũng được, xin hai tí là rồi làm sao đâu. Wow, thấy không? Anh nói thiệt em á, với cái tà áo dài của em á, thắt cổ anh 3 vòng anh chết rồi vẫn còn. Vâng, thưa quý vị, là để quay lại với chương trình thì hai trong số những nhà sáng tác âm nhạc trẻ tuổi ở miền Nam Việt Nam còn bị kẹt lại sau biến cố năm 1975, đó là nhạc sĩ Bảo Trấn và Quốc Dũng. Tuy nhiên là với niềm đam mê âm nhạc thì họ vẫn âm thầm sáng tác. Và trung tâm Asia đã là trung tâm nghệ thuật đầu tiên ở hải ngoại phổ biến những bản tình ca do Bảo Trấn sáng tác và đã được quý khán thính giả đón nhận một cách thật nồng nhiệt. Những nhạc phẩm như Nỗi nhớ dìu em, Bên em là biển rộng, Nơi ấy bình yên, vân vân. Hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị để thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nỗi nhớ dìu em của nhạc sĩ Bảo Trấn và nhạc phẩm Hoang vắng của nhạc sĩ Quốc Dũng. Tất cả đều là những sáng tác sau năm 1975 của những nhạc sĩ còn ở lại trong nước. Hôm nay sẽ được trình bày qua hai tiếng hát giọng ca vàng của Trung tâm Asia. Cả hai đều xuất thân từ Houston, Texas. Phần trình diễn của Phạm Tuấn Ngọc và Lưu Đức Long. Rồi cuốn xa như gió ngoài khơi, anh
đi tìm em chỉ thấy kỷ niệm trốn trong bóng đèn rượu êm. Em ơi vì sao ta đã xa nhau, trăm năm nỗi nhớ vẫn hoài. Xa nhau tại sao ta mãi xa nhau, anh biết đến bao giờ nguôi. Em ở đâu khi bóng đêm về, quanh đời tiếng mưa thật êm. Còn anh ngồi đây nỗi nhớ đong đầy, trốn trong bóng em rượu êm. Đón tiếp hai MC đã từng đóng góp trong các chương trình của Asia trước đây, Trịnh Hội và Orchid Lâm Quỳnh. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 32 của trung tâm Asia, Trịnh Hội và Lâm Quỳnh sau một thời gian dài vắng bóng xin được trở lại với khán giả của trung tâm Asia. Nghe Lâm Quỳnh nhắc đến chữ sau một thời gian dài vắng bóng thì không biết là Lâm Quỳnh còn nhớ rằng là Lâm Quỳnh đã vắng bóng bao nhiêu năm chưa? Dạ nhớ chứ anh. Theo như Lâm Quỳnh nhớ rằng là cái hồi Lâm Quỳnh bước chân vào trung tâm Asia, Lâm Quỳnh khoảng chừng 18 tuổi. À. Thấm thoát như vậy mà 3 năm rồi đó quý vị. Lâm anh Quỳnh có lẽ là Trịnh Hội thấy nó hơi không chính xác. Là bởi vì thưa quý vị, Trịnh Hội đã 5 năm rồi mới trở lại với sân khấu của Asia. Mà khi mà Trịnh Hội bước vô sân khấu Asia đã không có mặt của Lâm Quỳnh. Anh biết là em tính hơi dở. Mặc dù thưa quý vị, đây là cô giáo dạy toán ngoài đời. Lạ vậy đó quý vị ạ. Kính thưa quý vị thông cảm cho Lâm Quỳnh tính toán như vậy. Nhưng mà hệ tới cái tuổi là mình hay thích sụt lại lắm. 5 năm lận đận rồi, không biết Lâm Quỳnh thì đi dạy toán, nên bởi vậy em trở lại trường để em đi học. 5 năm dài lận đận thì anh đã làm gì? Hoàn cảnh gia thế của anh ra sao? Hoàn cảnh gia thế anh nó có đổi chút chút. Thôi anh đừng đổ mồ hôi. Thôi chúng ta nên trở lại với chương trình nha. Và chắc phải trở lại chương trình của đêm hôm nay quý vị ạ. Vâng, thưa quý vị, một trong những nhạc sĩ đã đóng góp rất nhiều cho trung tâm Asia từ nhiều năm qua là nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ, Vũ Tuấn Đức hợp tác với các ban nhạc trẻ tại hải ngoại như ban Tuấn Ngọc, Tùng Giang và Trung Nghĩa. Kính thưa quý vị, ngoài là một giọng hát trầm ấm thì Vũ Tuấn Đức còn soạn hòa âm và sáng tác rất là nhiều. Anh là người soạn hòa âm chính cho nhiều ca sĩ và trung tâm ban nhạc trước khi về cộng tác với trung tâm Asia. Và từ đó, những bài hát của anh được phổ biến và được giới trẻ mến chuộng. Trong đó có những ca khúc như là Trăng Úa Sao Mờ, Tôi Không Còn Yêu Em, và đặc biệt là ca khúc Xin Hãy Rời Xa, là một trong những nhạc phẩm mà gần như không thể thiếu tại các vũ trường trước đây. Dạ vâng, và hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe lại bài hát này cũng như là một bài hát khác tên là Tôi Không Còn Yêu Em.
qua phần trình bày của nam ca sĩ Lê Quốc Tuấn. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho Hồ Hoàng Yến. Rời xa cho bao ước mơ theo dòng đời trôi dần sẽ phai nhòa. Giờ đây em đến cho ta đắm say, rồi mai xa cách ta thêm đắng cay. Này người tình ơi, cho yêu ơi xin hãy quên mau, cho bao đớn đau tháng ngày xa nhau rồi cũng phai màu. Tình ta đã lỡ ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa. Này người tình hỡi, tim ta dạn nứt với những thương đau cho đến khi nào. Bao đêm cô đơn quặng xé tâm tư, cho yêu thương xưa vùi lấp trong mơ. Mong em quên đi nỗi nhớ âm thầm, cho hạnh phúc em, cho tình đã quên. Giờ sắp cách rồi, người yêu ơi, em có hay chăng? Ta như lá rơi trên dòng sông trôi, xa mãi bên bờ. Tình ta đã lỡ ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa. Này người tình ơi, cho ta sầu vơi những nỗi thương đau cho đến khi nào. Này người tình ơi, cho ta sầu vơi những nỗi thương đau cho còn yêu em, yêu tha thiết như hôm nào. Tôi không còn yêu em, yêu dây dứt như ban đầu. Giờ này đời tôi đã vắng đi tiếng cười, tình như mây khói tan trong chiều, và lòng ta sẽ mãi cô liêu. Bao ngày trôi qua sao tim vẫn nghe ơ thơ. Khi tình rời xa lòng không khát khao mong chờ, lời thề ngày xưa em hứa
giữ muôn đời, giờ theo cơn gió bay đi rồi, để niềm chua xót dâng đầy vơi. Đời tôi chỉ muốn yêu người thôi, mà em sao nỡ giết tình tôi, để yêu thương ấy nay còn đâu. Kỷ niệm năm xưa đành chôn giấu, vì em nuôi lắm mối tình si. Nhiều đêm thao thức mãi chờ chờ, để hồn dâng lên niềm cay đắng. Tôi không còn yêu em, đã quên hết những ưu phiền. Tôi không còn yêu em, vì em phá vỡ ân tình. Giờ này đời như đã vắng đi tiếng cười, đừng nên thương tiếc nhau không rời, chỉ thêm bao xót xa mà thôi. Giờ này đời như đã vắng đi tiếng cười, đừng nên thương tiếc nhau không rời, chỉ thêm bao xót xa mà vâng, cũng sau nhiều năm vắng bóng, thưa quý vị, trong đêm hôm nay xin quý vị cùng với Trịnh Hội chào đón nữ MC Quỳnh Hương. Em chào chị. Quỳnh Hương xin kính chào tất cả quý vị. Quý vị ơi, em bé khóc đó là con của Trịnh Hội, phải không Trịnh Hội? Dạ vâng, xin lỗi con ba mắt làm MC. Con đợi tí, lát nữa bố xuống bế con. Vâng, thưa chị, cũng thú thật là cũng nhờ có đêm ca nhạc kỷ niệm lần thứ 32 của trung tâm mà hôm nay em mới có dịp đứng làm MC cùng với chị. Lần này là lần đầu tiên. Thì nếu em nhớ không lầm thì chị còn đi coi như là trước Lâm Quỳnh nữa phải không chị? Kính thưa quý vị, lần này thì phải thú thật với lại Trịnh Hội là Quỳnh Hương trở lại với trung tâm Asia không phải là lâu lắm rồi đâu, là bởi vì thật sự ra, nếu mà nói đúng ra chỉ mới có 19 năm thôi. Mới có 19 năm đến với lại trung tâm Asia thôi thưa quý vị. Nhưng mà chị vẫn còn trẻ mà em, phải không ạ? Vâng. Chị ơi, 19 năm mà chị thì vẫn nói là em ơi đừng có lo, em sẽ còn trở về với Asia nhiều lắm tại vì em vẫn còn trẻ. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ. Vâng, thưa chị là sau 19 năm và em thì chỉ mới đứng được có 3-4 năm mà thôi. Thì chắc có lẽ rằng chị em mình cũng có nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên thì hôm nay xin lỗi quý vị là có quá nhiều vấn đề. Và lại có thằng con đang khóc này, thôi cho Trịnh Hội trở lại chương trình nhé. Vâng, thật rồi đó. Vâng, thưa quý vị, kính thưa quý vị, một trong những giọng hát trẻ mà cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của cô đã gắn liền với trung tâm ấy ra trong suốt 2 thập niên vừa qua, kể từ khi còn rất trẻ cho đến bây giờ. Kính thưa quý vị, người ca sĩ đó không ai khác hơn là nữ ca sĩ Trish Thùy Trang. Và thưa quý vị, sự xuất hiện của Trish Thùy Trang bất ngờ cũng đã trở thành một hiện tượng âm nhạc, khiến cho giới trẻ thời đó chú ý và yêu thích những tác phẩm nghệ thuật và do chính người Việt Nam thực hiện. Thay vì họ chỉ chú tâm đến những dòng nhạc của Hoa Kỳ, của Anh, của Pháp, thì đặc biệt đó là những nhạc phẩm do chính Trish sáng tác. Dạ vâng, đây cũng là điều mà trung tâm Asia đã luôn muốn đào tạo cũng như khuyến khích giới trẻ tham dự để có thể phát triển các sinh hoạt nghệ thuật cũng như bảo tồn văn hóa của cộng đồng chúng ta. Điều này bao gồm cả 2 lĩnh vực, tự trình diễn và sáng tác. Và ngày hôm nay, thưa quý vị,
Quỳnh Hương rất hân hạnh được giới thiệu cùng tất cả quý vị hai giọng hát trẻ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của Trung tâm Asia. Mà nói đến hai cô bé này thì sẽ trình bày một cái liên khúc gồm các sáng tác mà do chính Trish Thùy Trang đã đóng góp. Dạ vâng, đúng vậy. Nhưng mà thưa chị là hôm nay em không nghĩ rằng là chị nên giới thiệu là hai cô bé. Vâng, tại thưa quý vị rằng một trong hai ca sĩ trẻ lại chính là con gái cưng của chị. Không biết là chị có muốn nói lời gì không ạ? Tự nhiên em nhắc đến chị toát cả mồ hôi mà trong đời chị chưa bao giờ chị toát mồ hôi hết. Thưa quý vị, phải nói rằng cái niềm vinh dự và sung sướng vô ngàn của Quỳnh Hương. Quỳnh Hương đã đến với Trung tâm Asia như đã nhắc với quý vị là 19 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên Quỳnh Hương sung sướng vô cùng. Là bởi vì sẵn dịp đây xin cảm tạ đến Trung tâm Asia, gửi lời cảm ơn chân thành đến với lại chị Thu Vân, nhạc sĩ Trúc Hồ và Diệu Quyên đã đón nhận Quỳnh Hương vào gia đình của Trung tâm Asia 19 năm trước và ngày hôm nay. Thế hệ thứ hai, con gái của Quỳnh Hương cũng được cơ hội đến với Trung tâm Asia, đến với mái ấm gia đình mà như quý vị đang ngồi đây. Xin quý vị hãy cùng với Quỳnh Hương và tất cả anh chị em nghệ sĩ cho cháu Tanya Quỳnh Trang có cơ hội đến với tất cả quý vị ngày hôm nay. Vâng, và sau đây kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của Tanya Quỳnh Trang qua nhạc phẩm Don't Know Why và Ngọc Anh Vi với bản Daydream. Don't wanna say goodbye. Want you to know, so please don't let me go.
Trong màn trình diễn bên cạnh Quỳnh Trang, quý vị có thấy sự xuất hiện của một người nữ ca sĩ mới của trung tâm Asia là một khám phá mới của nhạc sĩ Trúc Hồ, mãi từ bên Virginia, và cô tên là Ngọc Anh Vi. Và đặc biệt nhất là màn trình diễn của cô vừa rồi là được đạo diễn múa Yoshiko, và cô Ngọc Anh Vi là người đạo diễn trong cái màn trình diễn vừa rồi. Toàn là những người trẻ tuổi tài cao, thưa quý vị. Một trong những bộ DVD được đón nhận nồng nhiệt nhất của trung tâm Asia là Asia số 23, chủ đề Tình đầu một thời áo trắng, với những ca khúc gợi lại kỷ niệm của thời học trò cùng hình ảnh do chính quý vị khán giả cung cấp và đóng góp. Rất nhiều khán giả sau đó đã gửi thư về để yêu cầu ở trung tâm Asia thực hiện tiếp những cái chủ đề tương tự. Đồng thời, nhiều người còn nói là chính những cái âm thanh và hình ảnh trong các bộ video đó đó là động lực chính để họ tìm gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Và thưa quý vị, là tình bạn thắm thiết, tình thầy trò ấp ủ trong lòng cả hàng chục năm qua đã được thực hiện qua những cuộc trùng phùng, hội ngộ do các hội ái hữu, cựu học sinh, sinh viên tổ chức ở khắp mọi nơi và đã tràn ngập những nụ cười cũng như là nước mắt. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nói đến tuổi học trò thì không thể nào mà không nhắc đến Hoa Phượng, bởi vì Phượng báo hiệu cho những ngày nghỉ hè thần tiên của tuổi học trò khi xưa. Trong các chương trình ca nhạc của trung tâm Asia, quý vị đã được thưởng thức nhiều nhạc phẩm nói về Hoa Phượng cùng những mùa hè tươi đẹp ngày xưa. Nhưng hôm nay, nhạc sĩ Anh Bằng sẽ cho chúng ta nghe một ca khúc do ông phổ thơ của thi sĩ Trịnh Bửu Hòa mà ông đã viết vào năm 1999, nhưng mãi đến hôm nay mới được ông phổ biến để kỷ niệm 30 năm hoạt động của trung tâm Asia. Vâng, thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Cánh Phượng Hồng Thủa Xưa qua phần trình bày của khuôn mặt rất là thư sinh, nam ca sĩ Đặng Thế Luân. Cánh
này nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ dấu chân xưa ai để lại sân trường. Ta có một thời yêu không dám ngỏ, ngày chia tay em chợt đẹp khác xa. Tôi và em chỉ là khoảnh khắc, nhưng tình yêu thì bất tận trong đời. Em cũng như ngàn người con gái khác, cớ làm sao môi cháy đỏ lòng tôi. Bao năm tháng em vẫn là kẻ lạ, từng ngày qua em dẫm nát đời tôi. Tôi vẫn như ngọn gió ngoài sóng cửa, mang chút buồn đi xa xôi. Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếng, mắt ai xưa chân thực giữa sân trường. Tự trách mình chẳng nói được yêu thương, để bay mất cánh phượng hồng thuở xưa. Tự trách mình chẳng nói được yêu thương, để bay mất cánh phượng hồng thuở xưa. Sóng cửa mang chút bụi buồn đi xa xôi. Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếng, mắt ai xưa chân thực giữa sân trường. Tự trách mình chẳng nói được yêu thương, để bay mất cánh phượng hồng thuở xưa. Tự trách mình chẳng nói được yêu thương, để bay mất cánh phượng hồng thuở xưa. Và bây giờ tiết mục kế tiếp, Quỳnh Hương xin mời nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân để cùng Quỳnh Hương giới thiệu đến tất cả quý vị. Hà Thanh Xuân kính chào tất cả quý vị khán giả thân thương của Trung tâm Asia. Và đây là lần đầu tiên Hà Thanh Xuân được làm MC, cũng như là lần đầu tiên Hà Thanh Xuân được đứng cạnh chị Quỳnh Hương. Mà chị biết không, hồi nãy giờ ở bên trong á, em có một câu hỏi mà em chưa có hỏi chị. Em thấy chị giống như là một người ca sĩ, mà giống lắm. Mà em giống ai quý vị? Giống ai ạ? Đúng rồi thưa quý vị. Không biết Quỳnh Hương là em gái của Ý Lan. Oh, em không biết hả? Em không biết hả? Mà Quỳnh Hương phải nói một điều thật sự ra Quỳnh Hương cũng định hỏi Hà Thanh Xuân. Quý vị có thấy Hà Thanh Xuân giống cố nghệ sĩ Thanh Nga hay không? Có phải em là con gái của cô Thanh Nga không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà chắc là cô Thanh Nga nhờ mẹ em sanh giùm. Tại sao có thể giống đến cái mức như vậy phải không thưa quý vị? Thôi bây giờ mình cứ nói mình giống một người nào đó. Trở lại chương trình, Quỳnh Hương cũng biết rằng là quý vị và tất cả mọi người khi mà nghe qua những ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng
thì người ta thường nhớ đến những bài hát phổ thơ có tính cách cổ điển như bài hát mang tên Kỳ Diệu, Mai Anh Đi, hay là những bài hát mang âm điệu quê hương như là Chuyện Hoa Sim, Chuyện Giàn Thiên Lý, vân vân. Nhưng bên cạnh đó, người nhạc sĩ lão thành này cũng sáng tác những ca khúc mang ảnh hưởng dân ca, đem lại những nét độc đáo vào bộ sưu tập sáng tác của ông, cũng như những nét bất ngờ cho khán giả. Một trong những ca khúc được phổ biến vào năm 1998, được khán giả biết đến rất nhiều là nhạc phẩm Trà Em Cây Đắng Mộng Vàng, được viết theo lối dân ca miền Bắc, từng được nam ca sĩ Duy Linh trình bày rất thành công trước đây. Và thưa quý vị, hôm nay ca khúc này sẽ được trình bày lại qua hai tiếng hát Mỹ Huyền và Nhật Lâm. Chẳng có chi ăn, trèo lên cây khế hỏi thăm chú quả vàng. Tôi ngồi mấy tuổi ba gàng, của Tây Phương mảnh trắng vàng mà chiếm bao. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a. Về nhà mẹ hỏi áo đâu, áo xưa đổi môi tình đầu mà bên dòng. Biết anh năm ấy phải lòng, mẹ anh mừng xuân mùa đông tuổi già. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a. Mùa xuân em đi lấy chồng, còn tôi đi nhặt xác hồng mà pháo rơi. Chương thương dáng mẹ ngồi mà buồn xa. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a. Bây giờ ngày ấy đã xa, trong tranh một mảnh nguyệt tà mà trên vai. Bây giờ còn trắng bàn tay, cha em trả hết đắng cây mộng vàng. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a. Có chi ăn, trèo lên cây khế hỏi thăm chú quả vàng. Tôi ngồi mấy tuổi ba gàng, của Tây Phương mảnh trắng vàng mà chiếm bao. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a. Về nhà mẹ hỏi áo đâu, áo xưa đổi môi tình đầu mà bên. Biết anh năm ấy phải lòng, mẹ anh mừng xuân mùa đông tuổi già. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a. Mùa xuân em đi lấy chồng, còn tôi đi nhặt xác hồng mà pháo rơi. Ngồi mà buồn xa. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a. Bây giờ ngày ấy đã xa, trong trái
trên vai. Bây giờ còn trắng bàn tay, cha em trả hết đắng cây mộng vàng. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a. Vị nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Phương Hồng Quế xin kính chào tất cả quý vị. Quế ơi, hôm nay là kỷ niệm 32 năm của trung tâm ESA. Vậy Quế có nhớ là tụi mình quen biết rồi chơi với nhau từ lúc nào không? À, Quế nhớ hình như là chắc hơn 40 năm rồi đó. Lâu quá. Dạ đúng như vậy, thưa quý vị. Chúng tôi đã quen và chơi với nhau từ lúc mới tập tỉnh ca hát, nhưng vẫn còn gặp gỡ nhau ở hải ngoại. Trong khi đó thì có những anh chị em đồng nghiệp khác kém may mắn vẫn còn ở tại quê nhà. Thực sự thì đã gần 40 năm rồi mà chị em chúng tôi còn được đứng trên sân khấu để mang tiếng hát lời ca đến với tất cả quý vị khắp nơi. Đó là một cái niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của chúng tôi. Và nhân dịp Asia vừa tròn 32 tuổi, Phương Hồng Quế cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã thương mến, ủng hộ Phương Hồng Quế nói riêng và anh chị em nghệ sĩ Trung tâm Asia nói chung. Và cảm ơn một lần nữa đến quý vị. Cảm ơn Thi Vân và Trúc Hồ. Và Ngọc Đăng Thanh, thưa quý vị, Ngọc Đăng Thanh cũng muốn nói thêm là trong lúc Trung tâm Asia chú ý đến việc đào tạo những tiếng hát trẻ, thì Thi Vân và Trúc Hồ vẫn luôn luôn trân trọng những ca sĩ đàn anh, đàn chị về khả năng cũng như giá trị của họ. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị hãy thưởng thức dòng nhạc trữ tình của một nhạc sĩ cũng đã cống hiến rất nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Y Vân. Và tên tuổi của ông cũng đã được gắn liền với nhạc phẩm bất hủ Lòng Mẹ, vẫn được trình diễn qua bao nhiêu thế hệ. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị hãy thưởng thức nhạc phẩm Buồn của cố nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của nữ ca sĩ duyên dáng Tâm Đoan. Và nhạc phẩm Cõi Nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Song Trà, được trình bày với tiếng hát Tình Tự Quê Hương, nữ ca sĩ Ngọc Huyền. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đôi ong bắt bướm bên góc cạnh cầu ao, tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thơ ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, rơi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò khoác, tình ơi dở dàng như lỡ một cung đàn. Ôi chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi còn in trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời. Ai thấu được lòng người, tìm quên để vui. Người ơi, người
đó xa rồi, nay chỉ là mơ thôi. Đừng nhắc làm chi đâu nhỏ ấy tìm một người, đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài, đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Chương trình vừa rồi thì Thùy Dương cũng xin chia sẻ với quý vị là người cùng phụ diễn với nữ ca sĩ Tâm Đoan, đó là nam ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng. Và cũng xin nhấn mạnh là Tiến Dũng này không phải là Tiến Dũng kia, tức là ông xã của Tâm Đoan, Tiến Dũng. Và cũng điểm đặc biệt đó là ngày hôm nay rất nhiều các fan, tức là những khán giả ái mộ cho các ca sĩ cũng có mặt ở đây. Một lát quý vị sẽ thấy trong những phần trình diễn của các ca sĩ đó,
chúng tôi sẽ giới thiệu những người fan trẻ, những khán giả ái mộ sẽ lên phụ diễn trên sân khấu. Và nhân đây nhắc đến khán giả ái mộ, cho phép chúng tôi được gửi lời chào đến tất cả các bạn trong Asia Forums có mặt ở đây ngày hôm nay. Hi guys. Thank you. Vâng, thưa quý vị, là hầu như trong suốt 32 năm qua, mỗi ca sĩ cộng tác với trung tâm Asia đều có một số những ca khúc gắn liền với tên tuổi của họ. Thí dụ như Mạnh Đình với Chuyện Giàn Thiên Lý, Như Quỳnh với Chuyện Hoa Sim, Lâm Nhật Tiến với Em Đã Quên Một Dòng Sông, hay Lâm Thúy Vân với Dòng Sông Kỷ Niệm, vân vân. Thế nhưng khi nhắc đến những bài hát rất phổ biến và được khán giả mọi lứa tuổi đều yêu thích, thì không thể nào không nói đến các nhạc phẩm như là Chán Anh Ghê, Lần Đầu Nói Dối, hoặc Yêu Hết Con Tim, vân vân. Mà khi nhắc đến những ca khúc này thì hầu như ai cũng đều liên tưởng đến giọng hát của nữ ca sĩ Diệp Thanh Thanh, bởi vì đó đều là những bài hát mà cô trình bày thành công nhất trong các DVD thực hiện vào khoảng thập niên 1990. Vâng, và hôm nay thì chúng tôi xin kính mời quý vị nghe lại ba ca khúc nói trên qua phần trình bày liên tiếp của Hà Thanh Xuân với nhạc phẩm Chán Anh Ghê. Tiếp nối là Thanh Trúc và Diệp Thanh Thanh với Lần Đầu Nói Dối, và sau đó là Christine Sa qua nhạc phẩm Yêu Hết Trọn Con Tim. Wow, thật là dễ thương. Vâng, nhưng mà cũng là nói dối thôi. Và thưa quý vị, đặc biệt là trong tiết mục này sẽ có phần trình diễn thời trang của các người mẫu và hoa hậu qua những bộ trang phục lộng lẫy của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Châu Nguyễn. Tình yêu
nhiều mơ ước giờ đây chỉ còn dĩ vãng và những phút giây thân thiết. Tình đầu thật nhiều mơ ước giờ đây chỉ còn dĩ vãng và những phút giây thân thời trang áo dài Châu Nguyễn. Dì Dũng ơi. Dạ. Em có cảm tưởng gì khi em thực hiện chương trình này không? Thực sự thì thưa cùng với quý vị khán thính giả và cùng với lại tất cả mọi người, khi mà theo dõi cái chương trình này từ đầu đến cuối đó, thì mặc dù đây là một trong những cái chương trình tưng bừng và náo nhiệt nhất của Trung tâm Asia, nhưng mà không hiểu tại sao mà từ cái lúc mình bắt đầu chương trình cho đến khi soạn chương trình, cho đến ngay cả lúc mà quý vị đang ngồi đây, thì riêng cá nhân của chúng tôi vẫn có một cái gì nó vương vấn và nó buồn buồn một chút xíu. Khi làm một chương trình như vậy thì tự nhiên Việt Dũng bỗng nhớ đến những khuôn mặt mà nay không còn nữa. Những người mà đã cùng ở bên cạnh chúng tôi trong biết bao nhiêu năm trời làm việc với nhau, qua những cái thăng trầm, qua những cái giây phút chia sẻ, chẳng hạn như là anh Trầm Tử Thiên, rồi anh Lê Uyên Phương, hay là những người đã từng xuất hiện trên sân khấu này bây giờ không còn nữa, như là anh Hùng Cường, nhạc sĩ Nhật Trường, Trần Thiện Thanh, chú Lữ Liên, vân vân. Tất cả những cái ngậm ngùi đó nó tràn về thưa chị và cùng với thưa quý vị khán thính giả trong cái niềm vui, nhưng mà có lẽ chị thấy là thì nỗi lúc buồn. Đúng rồi, lúc nào trong niềm vui cũng có những nỗi ngậm ngùi, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những phút thật là vui nhộn, chẳng hạn như là chuyện em hay cua Thùy Dương đó, hay là em hay cua Băng Tâm. Và chị nhớ hình như có lần đó em cũng song ca với anh Nam Lộc nữa. Ồ. Phải không? Cái màn đó là một trong những cái màn ám ảnh tôi suốt cả đời thưa quý vị. Và hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị hãy nghe lại một số ca khúc nổi tiếng, nhạc phẩm đầu tiên do nhạc sĩ Nguyễn Tâm sáng tác là nhạc phẩm Gặp Nhau Làm Chi. CD này đã được phát hành vào năm 2000, và ca khúc thứ hai là bản Từ Lúc Em Đi của nhạc sĩ Anh Bằng, mà đĩa nhạc cùng tên đã tạo được một số bán kỷ lục vào thời điểm đó. Hôm nay chúng tôi xin được phép mời quý vị lần lượt thưởng thức ca khúc Từ Lúc Em Đi qua phần trình bày của giọng ca vàng Asia Huỳnh Phi Tiễn, và nhạc phẩm Gặp Nhau Làm Chi. Bài hát này sẽ được trình bày qua 3 tiếng hát: Tuấn Vũ, Tường Nguyên và Tường Khuê. Lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm hỏi tên người, đường hoang vắng đợi ngàn cây lớn hỏi, buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một chiều qua rất vội, người yêu ái ngại nhìn gió mây trơn, phố đêm đèn vàng không có em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim, khúc ca thọ nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng căn gác vắng. Lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đường, bàn tay ngón gầy tìm môi thở dài, lời yêu gió bay. Phố đêm đèn vàng không có em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim, khúc ca thuở nào theo bước đêm hoang,
nhớ em lạnh lùng cằn gác vắng. Từ lúc em đi rồi, từng cánh chim đêm hỏi tên người. Nhiều khi tiếng cười buồn như giã rời. Từ lúc em đi, từ lúc em đi, từ lúc đêm đêm về tưởng nhớ, gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mang. Người yêu, dù ta say rất nồng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi, sao đêm dài buồn thế, gặp nhau làm chi, lệ ướt hoen mi. Tình đến rực rỡ, em cho tôi ước mơ. Tình xa tình lỡ, ta mượn những cơn say. Em ơi, gặp nhau để làm gì? Cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì? Khi một người lặng lẽ bước đi, đi trong cơn mưa, tình xưa gió nhạt nhòa. Anh đang chơi vơi, người ấy đã vô tình. Khi đường đời không cùng lối đi, gặp nhau làm chi, cho thêm sầu thêm nhớ. Gặp nhau làm chi, tình đã phai phôi. Người đến rồi đi, cho ta say giấc mộng. Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào những cơn say. Gặp nhau làm chi, đêm đêm về tưởng nhớ. Gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mang. Người yêu, dù ta say giấc nồng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi, sao đêm dài buồn thế. Gặp nhau làm chi, lệ ướt hoen mi. Tình đến rực rỡ, em cho tôi ước mơ. Tình xa tình lỡ, ta mượn những cơn say. Em ơi, gặp nhau để làm gì? Cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì? Khi một người lặng lẽ bước đi, đi trong cơn mưa, tình xưa xóa nhạt nhòa. Anh đang chơi vơi, người ấy đã vô tình. Khi
đời không cùng lối đi. Gặp nhau làm gì cho thêm sầu thêm nhớ, gặp nhau làm chi tình đã phai phôi. Người đến rồi đi cho ta say giấc mộng, mộng đã tan vỡ ta chìm vào những cơn say. Người đến rồi đi cho ta say giấc mộng, mộng đã tan vỡ ta chìm vào những cơn say. Tâm Đoan và Christine Sa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào cuối thập niên 90, với nhu cầu nghe nhạc của người Việt tại hải ngoại muốn hòa nhịp chung với nền âm nhạc thế giới, phong trào nhạc ngoại quốc lời Việt nở rộ với sự xuất hiện của một khuôn mặt nữ, cô Khúc Lan. Khúc Lan là một trong những nữ nhạc sĩ rất ít xuất hiện trên sân khấu âm nhạc tại hải ngoại. Từ khi là một nữ sinh viên tại Pháp, Khúc Lan đã sáng tác rất nhiều những bài hát đấu tranh trong tổ chức Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris. Thế nhưng cô trở nên nổi tiếng khi chuyển lời những bài hát nhạc Pháp, nhạc Nhật, nhạc Mỹ. Và trong một thời gian, những ca khúc lời Việt của Khúc Lan được mến chuộng đến mức cô đã chuyển lời Việt cho trên 500 ca khúc quốc tế khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một ca khúc lời Việt nổi tiếng của nhạc sĩ Khúc Lan do nữ ca sĩ Thiên Kim trình bày, đó là nhạc phẩm Sa mạc tình yêu. Và nối tiếp là nhạc phẩm Đời đá vàng, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An, người nhạc sĩ đã rất được mến chuộng qua những bài không tên. Bài hát này sẽ do giọng hát của nữ ca sĩ Y Phương gửi đến quý vị sau đây. Tình yêu anh ơi, cút bắt trò chơi, em sẽ trốn khi anh đuổi tìm. Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng một lần yêu phải trăm lần khổ đau. Gió sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ hoa anh đào. Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thâm thì tại sao thêm nước mắt cho đến đau nỗi hận sâu. Em chỉ biết có mỗi anh thôi, cho dù anh chợt đắm say với ai, em vẫn yêu vẫn đợi chờ. Mình dìu nhau đi đến bên tình yêu, vòng tay khát khao bao ân tình. Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai dần. Đừng để em phải trăm lần đắng cay. Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có yên lương xây tổ ấm, thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho từng đêm. Em thao thức gối chiếc đêm thâu, nhặt từng sợi tóc đến đâu rớt rơi theo những giọt sầu. Thank you.
đất nước xa xôi miền sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có uyên ương xây tổ ấm, thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho từng đêm. Em thao thức gối chiếc đêm thâu, nghe từng sợi tóc đến đâu rớt rơi theo những giọt sầu. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm đầu tiên lời Việt của nữ ca nhạc sĩ Khúc Lan, là một người bạn đấu tranh của chúng tôi từ thời anh Trần Văn Bá từ Paris, nhưng bây giờ chị đã trở thành một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng. Trong khi đó thì Đời Đá Vàng, nhạc sĩ Vũ Thành An nay cũng là một thầy sáu ở Portland, Oregon, và đời của anh cũng đã dâng hiến tất cả cho những người nghèo và hoạn nạn ở Việt Nam. Đúng là Đời Đá Vàng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi một lần nữa giới thiệu đến quý vị người đã được rất nhiều khán giả khắp nơi ái mộ qua các
tiết mục của DVD Asia từ cuốn Hùng Sử Ca cho đến nay. Thưa quý vị, xin quý vị cùng với chúng tôi chào đón nhạc trưởng Lily Trương. Một người rất âm thầm, nhưng mà như quý vị cũng đã biết tài năng của cô và hình ảnh của cô đã được khán giả khắp nơi mến chuộng. Hôm nay trở lại với Lâm Quỳnh trên sân khấu của Trung tâm Asia. Cách đây nhiều năm về trước, khi mà em đóng góp với lại Trung tâm Asia, lúc đó hình như anh nhớ không lầm là DVD số 33. Lúc đó cô còn là một cô gái rất là trẻ, mới 18 tuổi từ Canada sang. Yeah. Nhưng mà chúng tôi cũng xin cùng thưa cùng với quý vị thêm một niềm hãnh diện nữa cho anh em của chúng tôi, là Lâm Quỳnh đã tốt nghiệp Master được 6 năm và đang theo học PhD sắp sửa hoàn tất vào năm tới. Thưa quý vị, chúc mừng Lâm Quỳnh. Cảm tưởng của Lâm Quỳnh khi trở lại sân khấu của Asia lần này, thực sự phải nói là em có cảm giác như thế nào? Vâng, kính thưa quý vị, trước hết thì anh Việt Dũng nói làm cho em hơi ngại, tại vì em sợ là nói trước bước không tới. Lâm Quỳnh rất là mê tín dị đoan, nên bây giờ vì anh Việt Dũng giới thiệu như vậy nên Lâm Quỳnh sẽ cố gắng học cho ra. Vâng, kính thưa quý vị, phải nói là ngày hôm nay, bao nhiêu năm trở lại, Lâm Quỳnh biết rằng là mình đã già rồi, bây giờ thì chịu nhận già rồi, già hơn hồi xưa rất là nhiều. Tuy nhiên, cái cảm giác, cái sợ hãi, cái hồi hộp của một cái cô bé 18 tuổi ngày xưa nó vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy phải nói rằng là Lâm Quỳnh rất là xúc động, và Lâm Quỳnh càng kính phục các anh chị trong Trung tâm Asia, vì phải nói là các anh chị rất là can đảm. Vì vậy ngày hôm nay, nhân vào tuần lễ tạ ơn, thì Lâm Quỳnh mượn nơi đây để xin được cảm ơn đặc biệt đến với lại chị Vân, anh Trúc Hồ, chị Diệu Quyên đã cho em cơ hội đến với Trung tâm Asia và đã cho em trở lại ngày hôm nay với Trung tâm Asia. Cảm ơn anh Việt Dũng đã cho em đứng cạnh anh ngày hôm nay. Và đặc biệt nhất là Lâm Quỳnh xin cảm ơn tất cả quý vị, vì chính quý vị đã đem đến cho đời sống của Lâm Quỳnh thêm màu sắc. Vào thời khi mà Lâm Quỳnh còn công tác với Trung tâm Asia, lúc đó cũng là lúc mà một trong những nhóm nhạc nổi tiếng của Trung tâm Asia là nhóm Asia 4 đã làm mưa làm gió trên sân khấu và được khán giả ái mộ khắp nơi. Không biết là em còn nhớ gì những cái kỷ niệm về ban boy band này hay không em? Dạ vâng, kính thưa quý vị, Lâm Quỳnh nhớ rất là rõ, là tại vì thời đó thì các anh được rất là nhiều quý khán thính giả và đặc biệt là giới trẻ yêu chuộng. Và tới một trong một cuốn DVD thì anh Cardin, ca sĩ Cardin là trưởng ban quyết định rằng là đã đến lúc anh đi solo. Anh đi ra solo. Thì Lâm Quỳnh còn nhớ là cái ngày hôm đó Asia 4 thiếu mất một thành viên, thì Lâm Quỳnh có xin anh James là cho Lâm Quỳnh thế vào chỗ của Cardin và Lâm Quỳnh hát trên sân khấu. Nhưng mà rất tiếc rằng là nhóm Asia 4 họ vẫn muốn giữ cái tên Asia 4, chứ họ không muốn chuyển thành nhóm Asia 3.5. Nếu mà có nhận Lâm Quỳnh vào thì lúc đó Asia 4 sẽ phải đổi tên lại là Ban Tứ Ca, Ba Con Voi và Một Con Chuột. Hôm nay thì quý vị, chúng tôi mời quý vị nghe lại dòng nhạc của Asia 4 và những sôi động trên sân khấu với liên khúc Asia 4. Và đặc biệt ngày hôm nay đến với chương trình, xin quý vị hãy chào đón giọng hát của nữ ca sĩ Thùy Hương cùng với Evan và Spencer. You know how much we've been through. Can't imagine my life without you. But when you're not around, I can't feel the pain. Let me know what's on your mind. Let me know if I'm wasting my time. The thoughts I'm having here are driving me insane. Boy, I'm trembling on my happiness. Just one touch and I'm at your command. Took for granted what you mean to me. So tell me how you feel. Whoa, whoa, whoa. Will you still need me if you find your dream? Will you still love me?
back again. Just bring it back again. Just bring it back one more time. Time. Chào quý vị. Hôm nay Trúc Hồ nhân dịp này gặp lại cố nhân 18 năm. 18 năm từ ngày hai anh em cùng xuất hiện trên sân khấu của ESA trong bài Người Tình Mùa Đông. Hồ xin chia sẻ với quý vị, đây là một người đi ngang qua đời Hồ chỉ có vài năm. Nhưng đã cho Hồ biết thế nào là đau. Cho Hồ biết thế nào là con tim nó bị dằn vặt. Và cũng nhờ vậy, lúc đó thì mình ước gì đừng bao giờ gặp người này. Nhưng mà nhờ vậy mà chúng ta, Trúc Hồ nói riêng, có những tác phẩm mà quý vị ưa thích. Chẳng hạn như bài gì em? Có lẽ là một trong những bài mà anh Trúc Hồ và tất cả quý vị không quên, mà ngay cả như Quỳnh cũng không quên. Em yêu em đã quên một dòng sông. Chưa hết đâu quý vị. Đó chỉ một bài đầu thôi. Bài gì nữa em nhớ không? Cái bài mà vui nhất là bài Như Vạt Nắng cơ. Kính thưa quý vị, nhiều lắm, nhiều lắm. Mãi yêu người thôi. Mãi yêu người thôi. Đã lâu rồi mọi người vẫn nói rằng em không thật lòng. Thế thì anh hát đi. Quý vị vỗ tay lớn để anh Hồ hát thử một hai câu được không ạ? Yes. Đã lâu rồi mọi người vẫn nói rằng em không thật lòng. Vẫn âm thầm. Sao quên lời quý vị? Kính thưa quý vị, chúng tôi sáng tác cũng khá nhiều nhưng mà chỉ có nhớ hai bài, đó là bài Đáp Lời Sông Núi và bài Chịu Con Tim. Bảo đảm ca không bao giờ quên lời. Và còn rất là nhiều bài thưa quý vị, đó là bài Bên Em Đang Có Ta, Bước Chân Việt Nam.
Cái đó là không viết cho em, anh nói là mấy bà anh viết cho em kìa. Không, em đang nói viết chung cho tất cả hàng triệu con tim Việt Nam ở đây mà. Kính thưa quý vị, một người đúng ra không nên gặp mà đã lỡ gặp rồi. Thì tới ngày hôm nay 18 năm nhìn lại, kính thưa quý vị, trong đời đối với cá nhân Trúc Hồ, kỷ niệm là gì đáng quý nhất? Ngày hôm nay chúng ta có thể có tiền, có mọi, tất cả mọi thứ, nhưng mà ngày mai chúng ta có thể mất hết. Nhưng mà kỷ niệm vẫn luôn luôn lúc nào cũng ở với mình, cho dù người và mình và người đó cùng chung một kỷ niệm mà người đó có cố quên là chuyện của họ. Nhưng mà đối với mình, họ lấy không có được, tại vì nó vẫn còn nằm trong đây. Cho nên đó cũng là một lý do anh đã sáng tác ca khúc Quên Đi. Đúng. Cảm ơn Như Quỳnh. Dù sao thì nhờ em anh cũng có nhiều sáng tác. Đó là nói thiệt. Cái này Như Quỳnh không biết anh nên khóc hay nên cười đây. Và trong một trong những người khác mà có ảnh hưởng trong cuộc đời của Trúc Hồ, đó là nhạc sĩ Anh Bằng và nhà thơ Nguyên Sa. Khi Việt Cộng vào năm 1975 thì lúc đó Trúc Hồ 11 tuổi, sống cho tới 16 tuổi thì vượt biên. Trong thời gian từ 11 tuổi tới 16 tuổi, thật sự mà nói, Trúc Hồ không có học được một chút xíu gì về văn hóa của Việt Nam. Qua tới bên này, Trúc Hồ mới đi tìm thơ, sách, tất cả những gì văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, Việt Nam Cộng Hòa. Trúc Hồ mới biết thế nào là thơ của Nguyên Sa, thơ Du Tử Lê, những dòng nhạc Bất Tử, Phạm Đình Chương, Anh Bằng. Kính thưa quý vị, đó là nền văn hóa tuyệt vời nhất của người Việt Nam của chúng ta trong lịch sử cận đại. Đó là nhờ công ơn của những người đã giữ vững tự do, cho những người sáng tác họ có quyền tự do để họ viết lên những gì cảm xúc của họ. Trúc Hồ Khắc Hạnh xin giới thiệu quý vị tác phẩm kỳ diệu thơ Nguyên Sa. Anh Bằng phổ nhạc đã rất lâu, Gia Huy trình bày, và sau đó là bài Trái Tim Ngoan, cũng thơ của nhà thơ Nguyên Sa. Và lần này bác Bằng có nói với Trúc Hồ, bác muốn có kỷ niệm với con, cho nên Trúc Hồ đã soạn chung với bác bài Trái Tim Ngoan, nhà thơ Nguyên Sa. Và sau đó cũng là thơ của nhà thơ Nguyên Sa, bài Mai Trôi Đi, do nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư trình bày. Xin cảm ơn quý vị. Bỗng mùa xuân về trên nắng ngón, ôi bàn tay lồng biển lá non. Anh đừng nghe âu yếm gọi tên em, khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếng. Có bơ ngơ là mặt trời bơ ngơ, có xôn xao là sỏi đá xôn xao. Cánh tay anh đã dặn nằm im, để người yêu tha trôi xuôi tóc mềm. Đôi mắt
anh đã trở thành tinh tú, đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon. Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang sẽ chờ em về quê hương thân. Trái yêu đời, tôi ví áo em là sương vời vợi trong gió giận hờn, tôi ví dáng em là tranh liêu du bên hồ trắng soi, tôi ví da em trắng như ngọc lan chân gửi trên ngàn. Tôi ví tay em như tay nàng tiên, đôi tám ngoan hiền. Tôi ví tóc em là mây thần thoại rơi xuống cuộc đời. Tôi ví mắt em là ngôi sao sáng trên trời hiếm hoi. Phải chăng môi thắm là diêm mùa hạ, tôi gọi em là vạt nắng kiêu xa. Phải chăng đôi mắt là khung cửa sổ để tôi trông gió trái tim nồng nàn, tôi gọi em là một trái tim ngoan. Da em trắng như ngọc lan chân gửi trên ngàn, tôi ví tay em như tay nàng tiên đôi tám ngoan hiền. Tôi ví tóc em là mây thần thoại rơi xuống cuộc đời, tôi ví mắt em là ngôi sao sáng trên trời hiếm hoi. Phải chăng môi thắm là diêm mùa hạ, từng thiếu tôi cháy như cho tàn tạ. Tôi gọi em là vạt nắng kiêu xa. Phải chăng đôi mắt là khung cửa sổ để tôi trông gió trái tim nồng nàn. Tôi gọi em là một trái tim ngoan. Phải chăng đôi mắt là khung cửa sổ để tôi trông gió trái tim nồng nàn. Tôi gọi em là một trái.
mai tôi đi chắc trời sang mưa lũ. Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội, nhưng chẳng thể nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi chắc rằng Paris khóc, nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày. Cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ. Đời trăm muôn góc phố, con đường dài thật dài, thầm mãi có bao nhiêu, thầm mãi có bao nhiêu. Trời cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi. Mai tôi đi chắc dòng sông sẽ nhớ, nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ. Muôn vạn u sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Muôn vạn u sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa. Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn cho nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân xin thân ái kính chào tất cả quý vị có mặt trong đêm nay. Và vào dịp này, Lâm Thúy Vân không nghĩ là ai sẽ vui nhất bằng Lâm Thúy Vân để chúc Asia 32 năm anniversary. Vâng, thưa quý vị, khi nãy đó Trịnh Hội có nói chuyện với lại Lâm Quỳnh, thì Lâm Quỳnh nói là bắt đầu bước lên sân khấu của Asia cách đây vào khoảng 12 năm về trước. Nhưng mà không biết là Lâm Thúy Vân còn nhớ là lần đầu tiên là khi nào không? Dạ anh Trịnh Hội và quý vị, Lâm Thúy Vân được may mắn lắm, hát cũng được 23 năm rồi. Wow. 23 năm. Và Trịnh Hội còn nhớ là có cái bài hát nổi tiếng nhất lúc đó là bài hát Cơn Mưa Hạ. Không biết là quý vị còn nhớ bài hát đó không ạ? À? Yeah. Bài hát Cơn Mưa Hạ. À, không biết hát sao ha? Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn, tình gọi tình vòng tay quá ngỡ ngàng. Wow. Nghe vậy là đủ phê rồi quý vị ơi. Trịnh Hội sẵn đây cũng phải nói rằng là ngoài cái giọng hát trời cho, Lâm Thúy Vân còn là một trong những người ca sĩ mà rất quan tâm về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thì sẵn hôm nay kỷ niệm 32 năm, Lâm Thúy Vân có thể chia sẻ với mọi người là tại sao Lâm Thúy Vân quan tâm đến vấn đề đó? Dạ thưa anh Trịnh Hội và quý vị, chắc là quý vị cho rằng là đây là chính trị, nhưng mà riêng cá nhân Lâm Thúy Vân không cảm thấy đây là chính trị mà là trái tim để tranh đấu cho những người kém may mắn. Chúng ta ở nước ngoài, ở khắp nơi thế giới đã quá nhiều may mắn khi mình được ở đây với freedom và nhân quyền. Ca sĩ các em ngoài ra giọng hát, chúng em còn có trái tim nữa, thì chúng em chỉ muốn
có một mang cái trái tim này đến để kêu gọi lên hết quý vị đồng bào quê hương của chúng ta, để giúp đỡ có một tiếng nói cho những người không có tiếng nói unfortunate ở đất nước Việt Nam. That's right. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh. Trịnh Hội vẫn nghĩ rằng là cho dù là ca sĩ, là MC, là một người nông dân đang bị mất đất ở Việt Nam, là một luật sư hay là một người làm nails, tất cả chúng ta cuối cùng là những con người. Và là những con người, vì vậy chúng ta cần có những cái quyền căn bản mà không một ai, một chế độ nào có quyền đàn áp. Vì vậy Trịnh Hội rất mong là trong một ngày gần đây, người Việt chúng ta sẽ đoàn kết, và sớm muộn người Việt chúng ta sẽ được hưởng những quyền căn bản đó mà không phải bị vào tù hoặc là bị sách nhiễu. Vâng. Lâm Thiên Vân rất là cảm động vì anh nói câu này, tại vì tin chắc rằng là chúng ta sẽ được nhân quyền cho những người còn lại ở Việt Nam. That's right. Và với sự đoàn kết của tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị đã nghe. Dạ vâng, và bây giờ để trở lại với chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một liên khúc gồm những bài hát rất nổi tiếng trong những DVD mang chủ đề dạ vũ quốc tế mà Trung tâm Asia đã phát hành trước đây. Đặc biệt là các ca sĩ sẽ trình diễn cùng với những người fans của mình. Kính thưa quý vị, đó là các nhạc phẩm Trái Tim Sỏi Đá với Hồ Ngọc Như và Đỗ Tiên Dung. Tình Hận, đó là bài dịch ra từ Delilah, nhạc ngoại quốc, qua sự trình bày của Đặng Minh Thông, và nhạc phẩm Men Tình Nồng với nữ ca sĩ. Xin quý vị trong tràng pháo tay thật lớn cho Thủy Tiên. Chưa yêu, dẫu yêu
waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood and laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, một trong những sinh hoạt đáng nhắc tới của Trung tâm Asia và đài truyền hình SBTN là giải sáng tác mới đã được tổ chức với hàng trăm tác giả gửi bài về tham dự vào năm 2009. Nhờ đó, vườn hoa âm nhạc nghệ thuật tại hải ngoại đã có thêm nhiều bài hát mới, nhất là những bài hát nói về thân phận con người trong cũng như ngoài nước. Và hôm nay Băng Tâm và Lên Quân cũng xin kính mời quý vị thưởng thức bài ca Bà Mẹ Bán Nón qua phần xuất hiện trở lại của nữ danh ca Thanh Tuyền và nhạc phẩm Tiếng Vọng của nhạc sĩ trẻ Thái Sơn sẽ do nữ danh ca Hoàng Oanh gửi đến quý vị sau đây. Xin chào. Nắng trưa hè ai che non lá mi
chiều mưa tròn hơn non mẹ tôi đã. Mẹ già băng non chờ xa nuôi con vất vả ơi à. Mẹ ngồi đang non bài thơ cho con ghi nhớ. Chỉ có lá rương đêm biết công ơn mẹ tôi. Nhờ những dành tre đời con mới được nguyên gánh nắng đôi sương đêm đêm thức giữa canh trường nhìn đàn con ngủ bình yên quên bao nỗi niềm. Non ơi bao dặm đường non đi bấy sáng như trăng mùa thu ánh nắng soi đời con mình lòng mẹ bao la như trời biển xa rồi một mai khi con thân nhân mẹ đã khuất xa không lời than đổi danh non kia suốt đời như mẹ mẹ ơi. Dành trẻ đời con mới được nguyên khôn ngày ngày gánh nắng đôi sương đêm đêm thức giữa canh trường nhìn đàn con ngủ bình yên quên bao nỗi niềm. Non ơi dặm đường non đi bấy nhiêu ơn mẹ xin khắc ghi tình mẹ sáng như trăng mùa thu ánh nắng soi đời con mình lòng mẹ bao la như trời biển xa rồi một mai khi con thân nhân mẹ đã khuất xa không lời than đổi danh non tre suốt đời như mẹ mẹ đổi danh non tre suốt đời nhớ mẹ. Con đã ước mơ sinh ra bên mẹ cha mãi và vòng tay ấm áp sẽ luôn ôm con qua bao tháng ngày được cha yêu tặng khúc hát và dòng sữa mẹ thơm mát hòa lên muôn khúc ca nuôi lớn đời con. Nào ngờ đâu khi đó ước mơ khi xưa chỉ là mơ ước vì con đâu có phúc thấy ông mặt trời vui cùng nắng hồng
giờ quanh con là bao tôi, lòng con đang thật chơi vơi. Mẹ cha đang ở đâu? Ôi mẹ cha yêu hơn. Nào con đâu có biết tôi tình chi? Mẹ cha ơi, sao nỡ quay mặt đi? Để cho những khúc hát cùng dòng xưa thơm mát sẽ không còn trong ký ức. Và con sẽ chẳng trách cha mẹ đâu, dù lòng con vẫn mãi mang niềm đau. Chỉ mong sao âm vang mang lời nói con thơ gọi mẹ cha sẽ không xóa mờ. Trong mưa đông giá, bóng con không mang hình hài đứa bé. Mẹ cha ơi có nhớ đứa con thơ ngây không trên cõi đời? Mẹ cha có hiểu tiếng nói vọng từ nơi thật xa xôi? Mẹ cha sao bỏ rơi không cho con cuộc sống? Tình chi mẹ cha ơi, sao nỡ quay mặt đi? Để cho những khúc hát cùng dòng xưa thơm mát sẽ không còn trong ký ức. Và con sẽ chẳng trách cha mẹ đâu, vẫn mãi mang niềm đau. Chỉ mong sao âm vang mang lời nói con thơ gọi mẹ cha sẽ không xóa mờ. Chỉ mong sao âm vang mang lời nói con thơ gọi mẹ cha sẽ không. Cảm động về mẹ. Bây giờ thì cho phép chúng tôi được xin phép quý vị để gọi là trổ tài tiếng Tây một chút xíu. Hôm nay để khoe với lại người yêu của chúng tôi là chúng tôi cũng biết nói tiếng Tây bồi. Nous tenons à remercier le public pour le 32 ans de soutien. Em nghe anh nói gì mà em nghe chỉ có si chương rồi vậy? Dịch của anh đi, dịch của anh đi. Tiếng Pháp của anh, ok, thì ý anh Việt Dũng muốn nói đó là xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Trung tâm Asia suốt 32 năm qua. Mais après 32 ans, vous n'avez pas m'aidé à trouver une vraie femme. Anh ấy nói là đó, nhưng là sau 32 năm đó là chính quý vị đó là vẫn chưa có giúp anh ấy tìm được một cô vợ nào hết. Mon partenaire ne veut pas être ma femme. Elle veut être ma mère. Anh ấy nói là người partner của anh ấy không chịu làm vợ của anh ấy. Mà chỉ muốn làm má anh ấy. Thưa quý vị, đối với lại tất cả mọi người ở đây thì chắc là quý vị cũng biết là nền văn hóa Pháp là một trong những nền văn hóa có những ảnh hưởng rất là sâu đậm trong ý tưởng của mọi người.
Với một thời nhạc trẻ trong nước, người Việt khi ra đến hải ngoại vẫn còn vương vấn những ca khúc nhạc Pháp một thời được yêu chuộng. Chắc là quý vị cũng còn nhớ như là Dalida, hay là Sylvie Vartan, hay là Christophe, hay Adamo. Trung tâm Asia là một trong những trung tâm đầu tiên đã gợi lại những kỷ niệm này qua những bài tình ca nổi tiếng, qua những giọng hát lẫy lừng một thời như là Billie Jean, như Trung Hành, như Kiều Nga, Ngọc Lan, vân vân. Tiết mục sau đây là một trong những liên khúc nhạc Pháp mà khi thực hiện chương trình thì nhạc sĩ Trúc Hồ muốn dành để vinh danh nam ca sĩ Billie Jean đã qua đời, nhưng anh đã có một phần đóng góp rất là lớn lao đối với trung tâm Asia. Chúng ta sẽ nghe lại ca khúc nổi tiếng Maman, lời Việt của nữ danh ca Thanh Lan, ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của Thanh Lan. Và tiếp theo là một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Christophe, ca sĩ Christophe. Nhạc phẩm mang tựa đề là La Vie c'est une histoire d'amour sẽ được gửi đến cho quý vị qua phần trình bày của nam ca sĩ Sĩ Đan, trước khi kết thúc bằng nhạc phẩm Elle của Julio Iglesias và tiếng hát của Vũ Tuấn Đức qua phần phụ diễn fashion show với 10 người mẫu và các kiểu áo của nhà thiết kế thời trang Jackie Tài và phần nữ trang của Sen Hoa. Une femme pleure son enfant perdu à tout jamais. Elle se souvient du temps passé où l'enfant lui disait: Maman, maman, quand me jetteras-tu un train électrique? Je le voudrais pour ne plus jouer avec celui des copains. J'en démfruir quand mon bâme n'y a mai đưa con qua đời. Vang trong lòng người tiếng ngây thơ ngày nào đứa con yêu thì thầm bên tai: mẹ ơi, hôm nay là ngày hội con sẽ hái đóa hoa trên đồi. Đem dâng về mẹ những đóa hoa tuyệt vời mãi thắm tươi để mẹ luôn vui. Trong đêm khuya có một bà mẹ nhớ mãi đứa con qua đời. Vâng trong lòng người tiếng ngây thơ ngày nào đứa con yêu thì thầm câu ca. Malgré ce que tu penses, je peux dire à l'avance que c'est la nuit qui commence. Si tu t'en vas, que pour moi la vie même, c'est le temps que l'on égrène avec l'être que l'on aime auprès de soi. Tu le sais, la vie c'est une histoire d'amour. I love you, I need you pour toujours. Tu le sais, la vie c'est une histoire d'amour. I love you, I need you, mon amour. Toi tu as le cœur plus sage,
C'est comme la fin d'un voyage ou simplement une page qu'il faut tourner. Tu dis que passe le peine, que l'on peut vivre quand même quelques mois, quelques semaines sans être aimé. Trong đời ta tình thiết tha cho những mùa xuân ngát hoa, tình như cơn gió buốt thấp thoáng trong đời ta, tình giá băng cho những mùa đông lãng quên. C'est moi qui fais ce soir le premier pas. On s'ennuyait un peu, mon cœur et moi. On revient près de toi. Vois, rien qu'un instant, je ne vais pas rester. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne fais que passer. Nàng ơi, biết mấy hân hoan khi ta bên nhau lần nữa, và mắt môi em long lanh khi nói với anh bằng ngàn lời ru êm ái. Nàng ơi, vẫn biết không ai xui ta nên duyên gặp gỡ, mà lúc quen nhau ôi ân tình đã bao giờ. Hỏi rằng em ơi có nhớ. Em ơi, mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu bóng hình, mà vì yêu em nên tim anh vẫn vô tình. Trời bao la hương hoa cho ta với mình. Này em hỡi, xin em trở về nơi đây bên anh yên vui cõi đời. Chỉ mình em thôi, riêng anh mơ ước lâu rồi, như hình với bóng không rời. Kính thưa quý vị, nếu có ai hỏi tôi nhạc sĩ nào đã viết những bài hát đầu tiên ở hải ngoại sau biến cố 1975, thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó chính là nhạc sĩ Lam Phương. Quả thật, ông đã sáng tác ra nhạc phẩm Chuyến Tàu Định Mệnh, diễn tả lại cuộc hải trình đầy chông gai và hiểm nguy của chiếc tàu Trường Xuân không lâu sau tháng 4 1975. Rồi kế đó là một loạt những ca khúc mang đầy nước mắt, nói về thảm cảnh và thân phận của những người tị nạn. Và nếu như có ai hỏi Ngọc Đăng Thanh rằng nhạc sĩ nào đã viết nhiều bài hát nhất tại hải ngoại hoặc là sáng tác bền bỉ nhất tại hải ngoại, thì Ngọc Đăng Thanh cũng trả lời tương tự như là anh Nam Lộc, đó là nhạc sĩ Lam Phương. Nhưng đối với tôi, có lẽ yếu tố quan trọng hơn cả là nhạc sĩ Lam Phương là người có những đề tài sáng tác phong phú nhất, đa dạng nhất và phản ảnh nhiều nhất đến cuộc sống, cuộc đời, đến tình yêu và thân phận của những người viễn xứ. Trong suốt 32 năm qua, Trung tâm Asia đã hân hạnh được giới thiệu cũng như phổ biến nhiều nhạc phẩm giá trị của ông. Những bài hát đã đi sâu vào lòng người và đã được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thưa quý vị, để đánh dấu 32 năm sinh hoạt nghệ thuật,
đồng thời cũng để ghi nhận tình cảm đặc biệt mà nhạc sĩ Lam Phương đã dành cho Trung tâm Asia. Ngọc Đăng Thanh xin thay mặt Trung tâm Asia trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhạc sĩ Lam Phương và kính chúc ông luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục sáng tác và để mang lại những niềm vui, những an ủi tinh thần cần thiết đến với quý khán thính giả yêu nhạc khắp mọi nơi trên thế giới. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương được ông viết vào khoảng năm 1997 có tựa đề là Tim Vỡ, qua phần trình bày của nam ca sĩ Đan Nguyên. Chiều ơi, biết mây về đâu ở đâu, hay mây còn đâu nỗi đau hằng trong tim sầu. Mùa đông màn đêm buông mau, đàn chim một ngày gian lao, từng đôi liễu lo lời thương yêu ngọt ngào. Người ơi, có bao giờ nghe thoáng qua chút hương tình xa mỗi khi chiều rơi âm thầm. Thời gian làm tim quên mau, thời gian làm nguôi cơn đau, mà sao với ta thời gian không nhiệm màu. Người ơi, biết làm sao nhạt phai được bóng người, còn trăng tiếng chân khuya lẻ loi trên đường đời. Anh như gió lồng mây trời, thình thang giữa chờ đợi vui, riêng em gối mộng xa vời, đêm đêm ấp ủ tình côi. Người ơi, biết đau từ khi mất nhau, mỗi khi hoàng hôn tắt trên nẻo xa im. Nhìn lên trời cao mong manh, nhìn ta đời sao lênh đênh, buồn hơi có nghe nhịp tim đau lạnh lùng. Trăng tiếng chân khuya lẻ loi trên đường đời. Anh như gió lòng mây trời, thênh thang giữa chờ đợi vui, riêng em gối mộng xa vời, đêm đêm ấp ủ tình côi. Người ơi, biết đau từ khi mất nhau, mỗi khi hoàng hôn tắt trên nẻo xa im lìm. Nhìn lên trời cao mong manh, nhìn ta đời sao lênh đênh, buồn hơi có nghe nhịp tim đang lạnh lùng. Nhìn ta đời sao lênh đênh, buồn hơi có nghe nhịp tim đang lạnh.
Và kính thưa quý vị, đôi uyên ương nghệ sĩ Thanh Trúc và Vũ Tuấn Đức. Vũ Tuấn Đức. Thanh Trúc, xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sự thành công của Trung tâm Asia không thể không nhắc đến những đóng góp của nhạc sĩ Sĩ Đan, từng nổi tiếng ở Việt Nam và là một trong những nhạc sĩ trẻ được yêu chuộng nhất. Sĩ Đan sang định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1992 và ngay lập tức anh được Trung tâm Asia mời cộng tác. Anh đảm nhận việc hòa âm, sáng tác và gửi tâm hồn mình qua những dòng nhạc trẻ đầy tươi sáng. Anh đã làm việc với lại anh Sĩ Đan qua bao nhiêu năm rồi? Anh có những kỷ niệm hoặc những bí mật gì mà anh có muốn chia sẻ với mọi người ở đây hôm nay không? Quý vị muốn nghe không ạ? Kính thưa quý vị, người ta hay thường nói là hai cô ca sĩ có khen nhau bao giờ? Chúng tôi là hai nhạc sĩ cùng làm một công việc với Trung tâm Asia đã rất nhiều năm qua. Nhưng mà việc làm này đối với Tuấn Đức không khó, bởi vì riêng với Tuấn Đức nhận thấy Sĩ Đan là một nhạc sĩ rất là giỏi và rất là tài ba, phải nói là một nhân tài hiếm có trong làng âm nhạc Việt Nam. Người ta vẫn gọi anh, xin cảm ơn. Người ta vẫn gọi anh là một ngôi sao trong làng, trong thế giới nhạc trẻ. Nhưng mà Tuấn Đức thấy cái đó cũng không có đúng hẳn, bởi vì không cứ nhạc trẻ, anh Sĩ Đan rất là hoàn hảo trong mọi lĩnh vực âm nhạc, từ nhạc sang cho tới nhạc sến, xin lỗi quý vị, nhạc mùi, nhạc giật cho tới nhạc êm, nhạc kích động cho tới nhạc thính phòng, anh đều hoàn toàn hoàn hảo những công việc mà Trung tâm Asia bổ nhiệm cho anh rất là chu đáo. Vì thế cho nên hôm nay đứng đây trước mặt quý vị, Tuấn Đức xin có đôi lời với Sĩ Đan là Tuấn Đức rất là khâm phục người nhạc sĩ này với tài năng của anh, và Tuấn Đức hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác với Trung tâm Asia trong một tinh thần rất là thân, đồng nghiệp trong nhiều năm sắp tới. Xin cảm ơn quý vị. Trong bóng đêm, ngọn gió cô đơn lạnh lùng lùa vào ôm con tim héo khô, lặng đứng im trong trời thương nhớ, rồi thức giấc trong niềm hối tiếc. Ngồi đây, ngồi trong bóng đêm một mình tôi. Hãy subscribe.
tình yêu còn vàng trong đêm tối. Mời quý vị cùng với chúng tôi đón tiếp tác giả của liên khúc nói trên, nhạc sĩ Sĩ Đan và nhạc sĩ Trúc Sinh. Thưa quý vị, Sĩ Đan có mặt ngày hôm nay trên sân khấu này là để giới thiệu về nhạc sĩ Trúc Sinh. Thì như quý vị biết, nhạc sĩ Trúc Sinh, một người rất là đẹp trai, là em ruột của nhạc sĩ Trúc Hồ. Và Trúc Sinh hình như đẹp trai anh Trúc Hồ. Trúc Hồ đẹp trai anh Trúc Sinh. Kính thưa quý vị, nhưng mà khác với lại người anh mình, Trúc Sinh, những dòng nhạc của Trúc Sinh hoàn toàn khác với lại Trúc Hồ. Và có một điều mà Trúc Sinh với Sĩ Đan là hai người đã cộng tác với nhau. Trúc Sinh vừa là đồng nghiệp của Sĩ Đan mà cũng là một người bạn rất thân của Sĩ Đan. Thì bật mí cho quý vị biết, Trúc Sinh là người rất là ít nói. Ở ngoài đời là người rất là ít nói, chứ quý vị nhìn mặt biết. Anh ít nói lắm, nhưng mà anh thắc mắc là, Sĩ Đan rất thắc mắc là tại sao những cái dòng nhạc của Trúc Sinh nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà chúng ta thấy Trúc Sinh. Những cái dòng nhạc của Trúc Sinh nó rất là trữ tình, rất là lãng mạn, rất là sâu đậm. Thì Trúc Sinh có thể giải thích tại sao một người ít nói nó có thể viết những dòng nhạc hay như vậy? Thật sự nhạc của em không có sôi động như anh Đan. Anh là gần hơn em, sôi động hơn em, nhưng mà nhạc em nó tình hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Tại vì lúc đó em đang yêu vợ em, đang cua bà xã, nên những cái bài như là Anh Là Tia Nắng Trong Em hay là Đến Bên Nhau hay là toàn là lúc thời gian đó. Cứ một ngày gặp
bồ mình lại về viết một bài. Như vậy thì giờ làm sao sáng tác vậy? Cưới rồi, xong rồi. Kính thưa quý vị, theo sĩ đang nghĩ thì cho nên là quý vị, chúng ta nhìn nhạc sĩ Trúc Sinh thì chúng ta biết anh là một người rất là dễ thương. Phải nói Trúc Sinh khi nói chuyện là Trúc Sinh nói những cái gì cần nói và đủ nói thôi chứ không nói nữa. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là không phải là một người nói nhiều mới là một người mà chúng ta thấy được cái tâm hồn của họ. Chúng ta nghe qua những dòng nhạc của Trúc Sinh, những bài như chẳng hạn như Thà Rằng Anh Nói, những bài hát đó thì chúng ta sẽ không, mình sẽ biết được cái tâm hồn của một người nhạc sĩ như thế nào. Cảm ơn Trúc Sinh. Thank you anh. Sau đây xin mời quý vị nghe hai ca khúc của nhạc sĩ Trúc Sinh đã viết trong những thời gian qua. Bài hát thứ nhất là bài hát Đến Bên Anh. Đến Bên Anh đó là bài hát tiếng Việt, sau đó thì Trish Thủy Giang đã dịch ra lời Anh là Once Again. Và bài hát thứ hai đó là bài hát Thà Rằng Anh Nói. Đúng. Đây là một ca khúc mà anh personally anh rất là thích cái bài hát này. Nó rất là sâu, rất là sâu sắc và rất thật là sự sâu bài này cái Thà Rằng Anh Nói là cái kỷ niệm của em, là tại vì 70% lời là em viết nhưng mà em nhờ anh Trầm Tử Thiên. Anh sửa lời giùm em, nhưng mà lúc đó anh bệnh nên em gọi anh hoài, mà anh dễ thương lắm, tuần hai tuần gọi anh không bắt. Sau đó anh nói ok ra quán ăn thi đi, lúc đó không phải là phở phở gì lúc đó là quán nhậu, quán nhậu ăn thi. Anh nói em ra đi, bữa nay anh ra thì em có dịp gần anh Trầm Minh Thiên cũng được 2 tiếng, thì em nói là cái ý em vậy nè, lời em vậy, thì anh ngồi anh sửa cho em. Dạ, cái đó không bao giờ em quên được. Dạ. Một kỷ niệm rất là sâu sắc với nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Và xin mời quý vị ngày hôm nay thưởng thức hai bài hát Once Again qua hai tiếng hát của Lê Anh Quân và Cát Linh. Bài hát thứ hai là bài Thà Rằng Anh Nói với giọng hát mới của Trung Tâm Asia, Hồng Diễm. Xin mời quý vị. Cảm ơn. Rằng anh nói đôi câu từ xa, thà rằng anh nói hết yêu em rồi, một thời ân ái tan cho dù em ngỡ ngàng, dẫu cho tình phai em chẳng hờn dỗi. Từ ngày em biết nói câu hẹn ước là ngày em thoáng nghe câu xa từ, một ngày sẽ cách xa đôi dòng nước mắt nhỏ, trái tim còn vương vẫn bao kỷ niệm. Ôi tình yêu chẳng người hỡi, sao đời em cứ mãi cuốn theo tình yêu, sao người yêu dấu vẫn cho em tình sâu. Thà rằng anh nói đôi câu từ xa, thà rằng anh nói hết yêu em rồi, cuộc tình khi đã phai cho dù em ngỡ ngàng em không hề than trách nhau làm gì. Thank you.
with just you and me. We'll remain till the very end. Our love will never change. I'll never let go. You're the only one that I hold so close to my heart. Lie by your side underneath the skies, gazing in your eyes for always. A day in my arms is where you belong. I'll be in the end with you once again. Bittersweet are memories. I think of you oh so tenderly. You'll come home sure. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Thưa quý vị, trong 32 năm hoạt động của Trung tâm Asia thì nhạc sĩ Trúc Hồ đã tham dự và hiện diện cũng đến khoảng 30 năm. Tuy nhiên trong thập niên đầu tiên thì anh chỉ đóng góp tài nghệ của mình qua vai trò của một nhạc sĩ hòa âm. Và phải đợi đến năm 1993 thì Trúc Hồ mới quyết định cộng tác một cách thường trực và độc quyền với Trung tâm Asia qua nhiệm vụ giám đốc nghệ thuật từ đó cho đến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vào cũng khoảng thời gian này thì nhạc sĩ Trúc Hồ đã say mê và hăng hái sáng tác một loạt những bản tình ca rất nổi tiếng và được giới trẻ đón nhận một cách nồng nhiệt tại hải ngoại cũng như ở trong nước. Mà Nguyễn Hồng Nhung còn nhớ, thưa với anh Nam Lộc, là hồi mà Nguyễn Hồng Nhung còn ở Việt Nam á, thì đã được nghe đến những bản nhạc này
và thường hát những bản nhạc này. Nhưng mà rất tiếc là ở trong nước thì tên tuổi của anh đã được thay thế bằng một cái dưới một cái tên tác giả khác. Vâng. Nhưng không lâu sau đó thì Trúc Hồ đã gặp nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Hai anh em đã trở thành đôi bạn âm nhạc tri kỷ và cùng hợp soạn rất nhiều các khúc nói về thân phận và cuộc đời của những người tị nạn Việt Nam. Nhưng sau khi nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua đời, cộng với những biến động ở quê hương đất nước Việt Nam, nhạc sĩ Trúc Hồ đã chú tâm vào những ca khúc đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do, dân chủ và đặc biệt là để bảo vệ lãnh thổ của chúng ta đang trên bờ vực thẳm dưới sự lấn át của Trung Cộng. Và cũng từ đó, như quý vị đã biết thì các nhạc phẩm Đáp Lời Sông Núi, Thiên Thần Trong Bóng Tối hay là Nhân Danh Việt Nam đã được lần lượt ra đời. Nhưng hôm nay chúng tôi kính mời quý vị trở lại những dòng nhạc tình rất là quen thuộc và lãng mạn của nhạc sĩ Trúc Hồ để nghe lại nhạc phẩm Dòng Sông Kỷ Niệm với giọng hát của nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Và bài hát Và Em Đã Quên Một Dòng Sông qua phần trình bày của Một Người Tình Không Bao Giờ Cưới của Nguyễn Hồng Nhung, thưa quý vị, Lâm Nhật Tiến. Thank you.
dòng sông hôm nào còn nhớ không em, kỷ niệm buồn vui tha thiết êm đềm. Từng ngày qua ngày hẹn ước trao nhau, giờ em quay gót ngỡ ngàng. Tình đời sao giờ bạc trắng hơn vôi, chọn một niềm tin anh đỡ phụ lòng. Dòng thư ân tình đậm mãi trong tim, vì sao em hỡi sao nỡ đành quên. Có dòng sông năm xưa đã một thời yêu em, có dòng sông hôm nay vẫn một lòng yêu em. Em yêu em đã quên một dòng sông. Năm 2012, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bất chấp dư luận quốc tế đã đưa ba nhà yêu nước ra tòa là các blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, blogger Tạ Phong Tần và blogger anh Ba Sài Gòn, tức là luật sư Phan Thanh Hải. Cả ba đã bị tuyên án rất nặng từ 4 năm cho đến 12 năm tù về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Cả ba bị bắt và bị kết án chỉ vì một lý do duy nhất. Họ là những người đã dám lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa xâm lăng của Trung Quốc và âm mưu bá quyền muốn chiếm biển đảo của Việt Nam. Chỉ một tháng sau, ngày 30 tháng 10, Tòa án Cộng sản Việt Nam cũng tuyên án thật nặng cho hai nhạc sĩ yêu nước là Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Tác giả của hai nhạc phẩm Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu đã bị kết án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế, trong khi nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình bị kết án 6 năm tù giam. Đây là những bản án phi lý nhất mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thể áp đặt lên những tù nhân lương tâm, chỉ vì họ có một cái tội duy nhất là muốn bày tỏ lòng yêu nước của mình. Tại hải ngoại, như quý vị cũng đã biết, đài truyền hình SBTN đã khởi động một phong trào có tên là Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói, để vận động người Việt tại khắp nơi trên thế giới ký vào một thỉnh nguyện thư gửi cho Liên Hiệp Quốc và các vị ngoại trưởng của các quốc gia tự do, để tố cáo chế độ Cộng sản Việt Nam phi nhân, chà đạp nhân quyền và phản đối việc Hà Nội xin được gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, tính cho đến lúc 8 giờ tối ngày 23 tháng 11, tức tối ngày hôm qua, con số người đã ký vào thỉnh nguyện thư đã chính thức lên đến 100.186 người.
Trong số 100.186 người này, thưa quý vị, và tối nay cũng như trong những ngày tới sẽ còn tăng cao hơn nữa, đã có hơn 4.000 người Việt Nam bất chấp sự sợ hãi ở trong nước. Những chữ ký và thể nguyện thư này sẽ được các phái đoàn của người Việt Nam đem đến trao tận tay cho ngoại trưởng của các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp Quốc, Hòa Lan và Úc Đại Lợi. Riêng một phái đoàn sẽ cùng với nhạc sĩ Trúc Hồ đem thể nguyện thư này đến gặp gỡ và trao tận tay cho Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva vào ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, cũng như trao cho đặc sứ về Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại New York trong lúc cộng đồng người Việt sẽ tổ chức tuyệt thực và biểu tình trước Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn và trước Tòa nhà Liên Hiệp Quốc cùng ngày. Chúng tôi xin được phép mượn nơi này để gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở khắp nơi đã cùng chia sẻ với anh em của chúng tôi trong những ngày qua. Những người từ Hamburg, từ Đức, từ Pháp, từ Anh, từ Canada, 50 tiểu bang Hoa Kỳ, từ Úc Đại Lợi. Trong tinh thần đó, mời quý vị cùng với chúng tôi chia sẻ với tác giả của bài hát Triệu Con Tim Một Tiếng Nói. Hôm nay, ca khúc này sẽ được gửi đến cho quý vị thay thế cho những người ở Việt Nam đang bị bịt miệng và không được nói. Sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình diễn của các ca sĩ của Trung tâm Asia: Trúc Hồ, Quốc Khanh, Đan Nguyên, Nguyên Khang, Lâm Nhật Tiến, Mai Thanh Sơn, Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Thúy Vân và Y Phương hợp cùng ca đoàn Ngàn Khơi. Từ phương xa nhìn về quê hương đất nước tôi sau 4.000 năm, ai năm qua nay không còn hoàng trường xa, nay không còn mẹ Việt Nam ơi. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước tôi sao lắm nhiều nhường, người yêu nước trong chốn lao tù mà thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam trong chốn lao tù, mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam đau. Bạn cùng tôi nhìn về quê hương đất nước ta, anh sẽ về người lầm than kẻ không nhà, người dân oan trên khắp mọi miền, mẹ Việt Nam đâu. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau đổi đau người dân, ai nắm qua hoàng trường xa 1.000 năm dạng phương Bắc quê hương mình rồi.
Kính thưa quý vị, cho dù chúng ta đang ở đâu, bất cứ nơi đâu trên thế giới này, chúng ta đều là con dân của nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến, dòng dõng Lạc Hồng. Trước khi chúng ta thuộc về một đảng phái hay cộng đồng, đầu tiên chúng ta là một con dân của nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay những gì đã xảy ra trên quê mẹ của chúng ta, sự thật chúng ta đã thấy. Chúc Hồ tha thiết kêu gọi trước khi các anh là đảng viên Đảng Cộng sản, trước khi các anh là người lính của quân đội nhân dân, xin các anh nhớ rằng các anh đầu tiên là con dân của nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Đã đến lúc chúng ta phải làm ngọn gió đổi thay. Đã đến lúc chúng ta phải chấm dứt tội ác. Đã đến lúc cộng đồng người Việt Nam của chúng ta khắp nơi, từ trong nước cho tới hải ngoại, chúng ta chịu con tim, một tiếng nói, một tấm lòng. Chúng ta mang công lý để thay thế sự bất công. Chúng ta mang sự thật để thay thế sự giả dối. Chúng ta mang tình yêu để xóa tan hận thù. Và chúng ta cùng chung mục đích, một ước mơ, một ngày gần đây, nước Việt Nam của chúng ta, những người dân sẽ được quyền sống như một con người, quyền căn bản làm người mà Liên Hiệp Quốc đã công nhận trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị, hôm nay Chúc Hồ xin chia sẻ quý vị một tâm tình của một người bạn, mặc dù chưa bao giờ gặp, đó là anh Việt Khang. Bài nhạc Chúc Hồ và các em sẽ trình diễn là bài Bạn Thân, tình cờ một người quen trên Facebook email cho Chúc Hồ và Chúc Hồ đã nghe và đã hiểu được tâm sự của Việt Khang. Chúc Hồ xin gửi bài này để thân tặng, kính tặng, gửi tặng những người bạn còn kẹt lại bên kia bờ đại dương. Có thể anh trong tù không nghe được, nhưng Chúc Hồ vẫn hát. Kính thưa quý vị, đây là tâm sự của Việt Khang, Bạn Thân. Trôi trên đầu nỗi sầu ngậm ngùi đây mà bạn thân xa nào hay. Ngày hôm qua mình bôn ba những ngày dài vắng nhà, mà giờ biển biệt xa ta với bạn mỗi người một nơi. Ngồi đây một mình ta với bao la đất trời, lời buồn là lời ca gửi bạn nơi muôn trùng xa. Chuyện hôm qua ngày hôm nay không thể nào ta níu lại, và rồi chuyện ngày mai chưa biết, đời ta ngắn hay dài. Cà phê mỗi sáng chuyện đời ngổn ngang, mấy ai tình thân như mình là bạn. Cà phê mỗi sáng chuyện cười thế gian, mấy
gian nan. Đời tôi đen đuối nên buồn nhiều ít vui, yêu hắt dòng đời trôi, đắng bờ môi cũng gắng cười để nuôi bao nhiêu niềm ước ao, bao hy vọng lớn lao cho ngày mai ngày sau. Chuyện đời hợp tan như bèo giạt máy bay, nhưng nghĩa tình chẳng phai, dẫu người đi người ở lại. Ngày mai khi xuân về khắp nơi, người người trong tiếng cười, tôi đón bạn về chơi. Đây một mình ta ngắm mây trôi trên đầu, nỗi sầu ngậm ngùi đây mà bạn thân xa nào hay. Ngày hôm qua mình bôn ba những ngày dài vắng nhà, mà giờ biển biệt xa ta với bạn, mỗi người một nơi. Ngồi đây một mình ta với bao la đất trời, lời buồn là lời ca, người bạn nơi muôn trùng xa. Chuyện hôm qua ngày hôm nay không thể nào ta níu lại, và rồi chuyện ngày mai chưa biết đời ta ngắn hay dài. Cà phê mỗi sáng chuyện đời ngổn ngang, mấy ai tình thân như mình là bạn. Cà phê mỗi sáng chuyện cười thế gian, mấy ai để tâm nghe lời phàn nàn. Đời tôi đến dòng đời trôi, đắng bờ môi cũng gắng cười để nuôi bao nhiêu niềm ước ao, bao hy vọng lớn lao cho ngày mai ngày sau. Chuyện đời hợp tan như bèo giạt máy bay, nhưng nghĩa tình chẳng phai, dẫu người đi người ở. Ngày mai khi xuân về khắp nơi, người người trong tiếng cười, tôi đón bạn về chơi. Ngày mai khi xuân về khắp nơi, người người trong tiếng cười, tôi đón bạn về chơi. Chắc quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là nghe nhạc phẩm sáng tác vừa rồi của Việt Khang, tôi cứ cảm tưởng như là anh đã đoán trước được cái số phận và hoàn cảnh của mình. Hãy gửi đến Việt Khang những lời chúc lành cho thân phận của một người nhạc sĩ trẻ thật là can đảm. Một tràng pháo tay rất lớn gửi đến cho Việt Khang. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, phụ nữ Việt Nam là một biểu tượng muôn đời và bất diệt của tất cả chúng ta. Họ là ai? Họ là hình ảnh của người mẹ hiền yêu dấu đã sinh ra chúng ta. Họ là người vợ trung tình đã, đang và sẽ đi bên cạnh người chồng trong cuộc hành trình đầy chông gai và thử thách của cuộc đời.
Họ là nàng dâu dịu hiền, là người chị bao dung và là cô em nhí nhảnh, ngây thơ. Họ là biểu tượng trung thủy của nàng Tô Thị, đứng đợi chồng cho đến khi hóa đá. Họ là hình ảnh dí dỏm của người vợ hiền trong ca khúc Trăng Sáng Vườn Chè, nhẫn nhục nuôi chồng ăn học cho đến ngày vinh quy bãi tổ như câu chuyện ngày xưa. Nhưng thưa quý vị, họ cũng là những cô dâu hiếu thảo, phải bất đắc dĩ lấy chồng xứ lạ, hy sinh để nuôi sống gia đình đang chết dần mòn dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam ngày nay. Thưa quý vị, họ là hình ảnh của những người phụ nữ tần tảo nuôi con, vất vả thăm chồng trong các trại tù cải tạo. Họ cũng là những người đàn bà đang sống ở hải ngoại, đang chơi vơi phấn đấu trong một thế giới đòi hỏi họ phải làm việc bình đẳng như những người đàn ông ở ngoài xã hội, nhưng vẫn phải làm tròn bổn phận của một người phụ nữ đảm đang thuần túy Việt Nam ở trong gia đình. Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, người mà Trung tâm Asia đã hân hạnh được ông cộng tác, cố vấn và đóng góp những tác phẩm giá trị trong suốt 20 năm trước khi ông nhắm mắt lìa trần. Trầm Tử Thiêng đã sáng tác ra nhạc phẩm Một Đời Áo Mẹ Áo Em để vinh danh công lao của những người phụ nữ Việt Nam qua từng thời đại, qua nhiều thế hệ, nhưng lúc nào cũng là những mảnh áo che nắng che mưa cho gia đình và cho cuộc đời. Và trong những mảnh áo cuộc đời ấy, có những mảnh áo đã rách tả tơi, nhưng cũng không thiếu những mảnh áo rực rỡ màu hy vọng. Có những mảnh áo hạnh phúc của ngài Vu Quy, nhưng cũng có những mảnh áo tang buồn của người quá phụ tiễn đưa chồng hy sinh ngoài trận tuyến. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Một Đời Áo Mẹ Áo Em, sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, qua phần trình bày của Lâm Nhật Tiến, Diễm Liên, Nguyễn Hồng Nhung cùng ban hợp xướng Ngàn Khơi và toàn thể nghệ sĩ hiện diện trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Rách lành nhìn màu tươi đậm sẽ biết em đang buồn hay vui. Một thời non dài chung quanh em màu trắng thơ ngây, để chiều hôm nào anh say sưa nhìn áo em bay. Nhưng em có biết chiếc áo em đổi thay qua từng thời, chiếc áo em vui buồn vẫn đầy vơi. Dù người sang trọng, dẫu em tôi sống đời quê mùa, dù gì dẫu gì, miễn sao em thơm lành tấm áo. Từng mùa hy vọng sau mưa đông trời nắng cho xuân, sập diều áo màu đêm giao vui dày guốc tưng bừng. Ai xinh xắn quá áo tư thân ngồi cá quan họ, áo thắt lưng lụa đào áo tình chúng tình thế gian ca. Áo nàng Tô Thị chờ người không về, áo ôm con hóa thành tượng đá. Hận thu tố định đêm quân sang dày xéo quê ta, lời nguyện vang vọng gươm anh thư một trời sáng loa. Áo phấn trên lưng voi tuyến thép đêm mê linh, đang như vì danh chứng vương qua nghìn đời. Rồi hồn thiêng sông núi im trôi trên dòng hát ra, mộng chìm sâu trong tối nước non khen những lầm than.
trông lên đường. Cuộc đời đâu ngờ giữa yên vui đất bằng nỗi sao ngậm ngùi chinh phụ bao canh thâu vò vỡ du con. Một ngày mưa buồn nghe tin gió người vừa ngã xuống, áo thét lên như điên, áo níu lùi xe tàu, áo dần dần để lối duyên em giờ xa. Trong lòng hoa phù gục đầu bên mũ chỉ áo tang dù hay tình dù. Dù trời thái hòa vẫn đau thương nên áo bỏ quê nhà vượt chung dương rộng áo lênh đênh phơi tà trên sông. Vào được bến bờ ôi tang thương và trước thân sao lòng mình quê người 20 năm tưởng mới hôm nào. Thương thấy chiếc áo mẹ và em suốt đời dấu kín trong nỗi niềm dấu buồn vui. Ca đoàn Ngàn Khơi cảm ơn tất cả các anh chị em nhạc sĩ trong ban nhạc. Xin mời tất cả vũ công dancer có mặt trình diễn trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, là một phần rất là quan trọng trong tất cả những chương trình Asia là những chuyên viên make up và hair stylist. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón tất cả những các anh trong make up và hair stylist. Kính thưa quý vị, chương trình DVD Asia số 71, 32 năm kỷ niệm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong thời gian qua. Tất cả anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Asia xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. We hope you have had a fantastic time with us. Did you have a good time? We love you! Hãy hát khúc ca mùa hè rực rỡ. Hãy hát khúc ca mùa hè của ta. Hãy hát khúc ca mùa hè rực rỡ. Mùa hè rực rỡ. Rời vòng tay tình yêu say đắm, đừng rời nụ hôn cho tim ngỡ ngàng. Mùa hè rực rỡ muôn lời ca vang, trong vòng tay ấm mơ màng cùng tiếng nắng. Gió hãy cuốn lên, gió hãy cuốn lên cuộc tình đầu tiên. Nắng hãy sáng lên, cuộc đời thân tiên, cuộc đời
khúc ca, hãy hát khúc ca. Mùa hè rực rỡ, hãy hát khúc ca. Mùa hè của ta, hãy hát khúc ca. Mùa hè rực rỡ. Rơi vào miền quen lãng, tình yêu như cơn gió, như bão tố.